Hello các bạn ơi. Trời ơi, cái gì đây các bạn ơi, xanh mướt mượt mượt thế này. Đây. Hồng hồng xinh xinh. Các bạn ơi, đây là cây cẩm nhung nha. Mình có rất là nhiều màu cho các bạn lựa chọn đây. Mình có rất là nhiều màu ạ. Đó. Cây cẩm nhung này thì gì nhỏ có rất là nhiều công dụng và mang rất là nhiều ý nghĩa phong thủy rất tốt đó. Thì cùng mình tìm hiểu chi tiết về về cây cẩm nhung này và cách chăm sóc này, cách trồng như thế nào này, ý nghĩa của nó ra sao này đó. Thì cái cây cẩm nhung này ấy, cây cẩm nhung này thì cây cẩm nhung thì có tên gọi khác như là cây may mắn này. Nó thuộc dạng thân 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 thảo và dễ trùng, có nguồn gốc từ Nam Phi, Nam Mỹ ấy. Cây cẩm nhung này rất ưa những nơi mát mẻ, ưa bóng đấy, mà những nơi mà sinh và sinh trưởng khá là tốt ở những nơi ưa ẩm, những nơi thoáng mát mát mẻ như thế. Thì cây cẩm nhung này có màu sắc tươi sáng và không đòi hỏi phải chăm sóc quá nhiều, nên là rất nhiều người thích cây này và ưa chuộng nhiều nhất để trang trí lên bàn làm việc của mình, bên bên cửa sổ đó. Mình có rất là nhiều màu, bây giờ mình không cầm lên hết được các bạn. Đó. Mình sẽ quay cho các bạn thôi. Thì cây cẩm nhung của mình nhá, nó có rất là nhiều màu đó. Có rất là nhiều màu, màu hồng này rất là xinh này đó các bạn. Đấy thì cây cẩm nhung này á thì có rất là nhiều phần trắng ở trên này. Cái phần trắng này á thì thuộc loại lá kép và có và lá của nó khá là nhỏ nhá. Lá của nó khá là nhỏ này, mọc san sát nhau và phiến lá nhẵn. Vì vậy á, cái lá cẩm nhung này có một sức hút rất là kỳ lạ, đó là ai cũng có thể ngắm nhìn và ngửi lá cẩm nhung rất là thích. À đây để ở cái màu hồng, màu à, thôi để màu trắng nhìn cho đẹp đấy. Thì tùy theo màu sắc của lá cây và thân cây có màu đỏ hoặc xanh, màu hồng đó, hoặc màu trắng như thế này á. Cây cẩm nhung thì có hai loại, xanh cẩm nhung xanh và cẩm nhung đỏ đó, xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng ấy, rồi trắng trắng như thế này á. Cây cẩm nhung ấy, ngoài ra thì theo nghiên cứu của Đại học Harvard ấy, thì cái cây cẩm nhung có màu xanh này giúp cho mình có thể tăng trí nhớ nhá, tăng trí nhớ khoảng 20%, tăng trí nhớ đó. Cây cẩm nhung này tượng trưng cho một tình bạn bền vững này, và luôn luôn quan tâm chia sẻ những điều trong cuộc sống, trong tình yêu. Cây cẩm nhung này biểu tượng cho tình yêu thuần khiết và trong sáng. Đồng thời cây cẩm nhung này sẽ mang lại những điều may mắn để bạn trở thành để bạn trở nên tràn đầy niềm vui này, niềm tin, lạc quan trước những khó khăn mà mình có thể gặp phải trong cuộc sống. Đó. Thì chính vì những ý nghĩa vô cùng sâu sắc đó thì cây cẩm nhung thường được làm quà tặng cho bạn bè này, cho người yêu này. Ngoài ra thì cây cẩm nhung này có nhiều gân lá và có nhìn giống như kiểu tiền đô la ấy, màu xanh mà lấn gân xanh chạy xuyên suốt xuống từ ngọn đến từ ngọn xuống từ ngọn lá để lá xuống như thế này. Rất là nhiều gân. Rồi. Lá mang ý nghĩa của sự thông thái và trí tuệ. Thì cây sở hữu cho mình một
Thì các bạn có thể sở hữu cho mình một cây cẩm nhung như thế này để giúp cho cái may mắn của mình này thăng tiến trong sự nghiệp và phát tài phát lộc. Đấy. Cái hộp cẩm nhung này thì hợp với một cả mệnh hỏa hay mệnh thủy này, màu đỏ thì cho mệnh hỏa này, cẩm nhung có thể giúp mệnh hỏa kiềm chế được cái cảm xúc của những và những hành động mà cảm tính mà cải thiện để cải thiện mối quan hệ đó. Cái cẩm nhung này thì sẽ hợp với những người mệnh mộc, cẩm nhung xanh ấy thì hợp với mệnh mộc này, đỏ xanh đấy. Thì sẽ giúp cho người mệnh mộc gặt hái được nhiều thành công và thăng tiến trong sự nghiệp hơn. Thì trên thực tế thì cái cẩm nhung này giúp chữa những bệnh trầm cảm, vì cẩm nhung thì mang lại cái nguồn năng lượng tích cực này, giúp cho chúng ta giảm bớt đi cái áp lực và luôn cảm thấy mình có tinh thần thoải mái, vui vẻ. Ngoài ra thì nó hút được các tia điện tử từ máy tính hoặc là các thiết bị điện tử tốt. Thì bạn có thể hạn chế được cái những tia điện tử có thể gây ra các bệnh vào mắt hay là da cho mình. Thì ngoài ra cẩm nhung có hình dáng xinh xắn nên thường được trang trí ở bàn làm việc này hoặc là cửa sổ văn phòng, và nó sẽ là không gian sống cho bạn trở nên tươi đẹp hơn rất là nhiều. Về cách trồng cây cẩm nhung này thì mình, nếu mà mình mua sẵn về như thế này rồi, mình chỉ cần để trong bóng mát thôi. Cây này cũng đó, nếu mà mình về trồng hạt ấy, thì có thể lấy đất thịt hoặc là trộn với phân vi sinh, bùn than, bùn lá để có thể đảm bảo cái cung cấp dinh dưỡng, độ ẩm cho cây, sau đó tiến hành phương pháp gieo hạt thôi, rất là dễ đó. Về nhiệt độ kiểu là nhiệt độ để cho cây có thể phát triển tốt nhất là khoảng 18 đến 30 độ C. Và nước thì bạn có thể dùng bình xịt để tưới cây mỗi ngày, vì cây thuộc dạng ưa ẩm ấy mọi người. Đó. Thì tuy nhiên bạn không nên tưới nhiều quá, vì tưới nhiều quá sẽ bị cây sẽ bị úng nước đó. Và sẽ và các bạn nên làm cái khí gì nhỉ? Cái bình mà nó thoát khí á, thoát nước ấy cho cây á. Đó. Thì cây cẩm nhung này nếu mà bạn chưa biết là nên mua ở đâu thì có thể và mua nên mua ở đâu và cái giá tầm khoảng bao nhiêu ấy, thì các bạn có thể liên hệ đến shop cây đời của mình. Đó, mình sẽ để số điện thoại liên hệ và địa chỉ ở dưới này cho các bạn có thể liên hệ với mình. Đó, cẩm nhung là một loại cây mà đang rất là nhiều người ưa chuộng ấy. Thì nó được dùng để trang trí trong nhà này, không gian làm việc của mình này, bạn có thể tìm mua cây này và đến cửa hàng cây đời của mình. Đó. Thì cây cẩm nhung này thì giá của bây giờ thì nó cũng tầm khoảng là 30 đến 40, 50, 60 giống, rất là nhiều loại giá khác nhau. Có thể tùy vào cái chậu to, chậu nhỏ của nó. Thì cái chậu như thế này ở shop cây đời của mình ấy thì giá tầm 35 nghìn một chậu như thế này. Rất là rẻ, hợp lý mà nó rất là xinh. Đó. Đây ạ. Mời mọi người đến shop của mình để có thể sở hữu được một cây xinh xắn như thế này. Các bạn có thể mix vào nhau nhá, mix vào nhau mình thích màu gì mình mix vào nhau để nó nhiều nhiều màu sắc hơn ấy. Đấy. Thì đó là cái những kiểu là những cái chi tiết ý nghĩa và cách trồng của cây cẩm nhung này mà mình chia sẻ ấy. Thì hy vọng là những thông tin này sẽ bổ ích và giúp cho các bạn. Chúc các bạn một ngày mới bình an lành ạ.